Mà ngay ở Việt Nam thôi thì cũng có chuyện tình của một cặp đôi không phân biệt tuổi tác, lãng mạn và say đắm cũng không kém. Hãy cùng với tôi chào đón ra trường quay của cuộc sống thường ngày cặp đôi thật đặc biệt. Xin được giới thiệu với quý vị chú rể nghệ sĩ Mai Ngọc Căn trong một bộ trang phục mà chưa chú rể nào từng mặc cả. Và người bạn đời của ông đã hơn 50 năm rồi, xin giới thiệu cô dâu Tống Thị Thanh Sơn. Bây giờ vẫn còn rất xinh ở tuổi đã là gần U80 rồi, bởi bà đã từng làm nghệ sĩ múa. Cháu rất là cảm ơn hai bác hôm nay đã đến với cuộc sống thường ngày. Khi mà cháu nghe đến chuyện tình của hai bác thì bọn cháu đã muốn mời các bác cách đây một tháng rồi ạ. Nhưng cháu biết là bác Căn thì mới khỏi bệnh và mới ra viện đúng không ạ? Và hôm nay thì sức khỏe của bác thế nào rồi ạ? Dạ, cảm ơn quan tâm. Nói chung là có đỡ đỡ thì mới có thể đến với các bạn được. Vâng ạ, mừng quá, sức khỏe của các bác đã tốt hơn rồi. Cháu muốn hỏi bác là khi mà theo dõi cái hình ảnh vừa rồi, mặc dù cũng chỉ là một bộ phim hoạt hình thôi, không biết các bác có nhớ về một chút về cái ngày cưới của mình không ạ? Cái ngày cưới của chúng tôi thì nó đặc biệt lắm. Vâng. Đặc biệt nó không giống ai cả. Bởi vì nó ở cái giai đoạn chiến tranh. Vâng. Rất là phức tạp. Nhưng mà xem cái vừa rồi thì có ít nhiều nó gọi lại cho mình những cái xúc cảm. Tức là cái ít nhiều nó hoài niệm. Vâng. Cháu nghĩ là ngày cưới thì luôn luôn giữ một cái vị trí rất quan trọng trong đời sống tinh thần của mỗi người. Ừ. Cháu muốn hỏi bác gái ạ, cái ngày đó thì các bác chuẩn bị đám cưới như thế nào? Và cháu muốn hỏi sâu hơn về cái ảnh cưới của các bác ấy ạ. Ngày đó có kịp chụp một cái ảnh cưới cho hai vợ chồng không ạ? Nói về cái ngày cưới cách đây 50 năm ấy, thì cái thời là thời chiến, các bác vất vả lắm cháu ạ. Vì đi biểu diễn nhiều, tranh thủ được thời gian lúc nào thì các bác có điều kiện đơn vị, ở tại đơn vị ở Hà Nội thì các bác mới tổ chức được. Cái thời thì chiến tranh, các bác không có một cái gì, cái phương tiện gì cả. Thì đơn vị đứng ra tổ chức cho. Thế và các bác thì tổ chức ngay trong đơn vị. Vâng. Thì cứ lúc bây giờ thì cái ngày hôm ấy là lại không biết làm sao, cái ngày hôm ấy nó bắn rất là nhiều mà mình phải báo động liên tục. Vâng. Cứ chỉ độ 15-20 phút nửa tiếng lại phải chạy xuống hầm cá nhân. Vâng. Thế bác thì chỉ nói là chỉ được mời trong vòng từ 5-6 người một lúc thôi. Đám cưới mà không được mời nhiều hả bác? Vâng, không mời cứ thường thế từng tốp, tức là 10 giờ. Vâng. Mời đẩy từ 9 giờ cho sáng đến 9 giờ tối mà sao mới hết được khách khứa. Vâng. Nhưng mà bởi vì nó không liên tục được, bởi vì có thể là chỉ ngồi được 10-15 phút thì lại chạy báo động mất độ 15-20 phút hoặc nửa tiếng xong rồi lại lên xong lại thúc khác. Cái thời chiến nó phức tạp lắm. Dạ. Các bác thì tất cả nhờ vào đơn vị đấy, đứng ra tổ chức xong mà khi mà 9 giờ tối thì mới là người cuối cùng sau hết. Thì các bác, thời chúng ba, các bác không có một cái gì cả. Ba lô thôi. Thế thì có ai, có đồng chí nào biết chụp ảnh, chụp cho hai bác một tấm ảnh ở giữa chiến trường không ạ? Hồi ấy thì cũng kể mà đơn vị về lúc bây giờ cũng có đoàn điện ảnh đấy. Vâng. Nhưng mà họ cũng bận, không ai chụp được kiểu ảnh nào cho các bác. Vâng. Thật là đáng tiếc. Nhưng mà sau 50 năm thì chúng ta đã có một ảnh. Và bọn cháu xem thì bọn cháu ngưỡng mộ vô cùng tình yêu của các bác. Bây giờ cháu rất là muốn bác, hai bác cùng với khán giả sẽ cùng nhìn ngắm lại bộ ảnh đã gây sốt trên mạng trong thời gian vừa qua để chứng kiến tình yêu của họ trong thế kỷ 21 như thế nào. Một bộ ảnh mà con nghĩ rằng là đến thanh niên bây giờ hiện đại chưa chắc đã dám chụp và cũng chụp đẹp như hai bác đâu ạ. Không biết là khi mà mọi người bắt đầu truyền nhau xem bộ ảnh này thì có chia sẻ với bác Căn về cái cảm xúc khi họ theo dõi bộ ảnh của hai bác không ạ? Dạ, thực ra thì này, đây ngay bản thân tôi á, tôi xem thì tôi thấy rằng là hình như là nó là của ai chứ không phải của mình. Cho bác ăn chơi quá. Bởi vì ăn chơi và có vẻ rất là hiện đại đúng không bác? Hiện đại quá. Bởi vì khi mà
cưới bà ấy là đám cưới chúng tôi là tôi mặc bộ đội. À vâng. Vâng, bộ đội thế bình thường. Vâng. Nhưng bây giờ xem thì thấy là nó vĩ đại quá. Trông rất là khác thời của các bác đúng không ạ? Vâng. Nhưng mà con nghĩ rằng là cái điều mọi người thấy là không chỉ tấm ảnh đẹp mà có lẽ rằng nội dung mà tấm ảnh này truyền tải mọi người là đẹp nhất. Và con vẫn muốn hỏi bác Sơn là điều gì khiến bác giữ gìn được hạnh phúc lâu như vậy? Có lẽ đây là một bài học dành cho các bạn trẻ mới lập gia đình đấy ạ. Vâng. Cũng không có gì nó khó lắm, đơn giản. Cái thứ nhất là do cái tình yêu và cái trách nhiệm của mình. Và đi công tác ấy thì chúng tôi xa nhau hầu như là rất là ít có thời gian mà gặp nhau lắm. Chỉ trong vòng 1-2 tháng hoặc là cái lúc mà mình chuẩn bị tiết mục để đi, còn cứ xa nhau thường xuyên. Và thế thì chắc là có lẽ tình yêu và gia đình lúc bây giờ chúng tôi không nghĩ cái gì khác, chỉ công tác, sự nghiệp và cái gia đình của mình thôi. Chứ còn không có nghĩ đến cái chơi bời hoặc nghĩ những cái chuyện khác được. Đấy, cái lúc bây giờ cái thời chiến như vậy. Có lẽ mỗi thời mỗi khác, nhưng mà điều quan trọng là chúng ta luôn luôn dành toàn tâm cho công việc của chúng ta tốt. Và luôn luôn là một cặp đôi mà khiến cho bọn con nhìn vào cảm thấy yêu cuộc đời này và cần học hỏi hai bác ạ.